quốc tang tưởng niệm chủ tịch nước Trang Đại Quang. Trong hai ngày quốc tang 26 và 27 tháng 9, các công sở nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Ban lễ tang gồm 37 thành viên do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban. Ngày 23 tháng 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra thông cáo đặc biệt báo tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Tổn thất lớn. Theo thông cáo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau một thời gian lâm bệnh, dù được Đảng, Nhà nước, tập thể, các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, ông đã từ trần hồi 10 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9, tức ngày 12 tháng 8 năm Mậu Tuất, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Suốt quá trình hoạt động, công tác, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Để tỏ lòng tưởng nhớ, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc quyết định tổ chức tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang với nghi thức quốc tang. Nhiều cống hiến cho đất nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh ngày 12 tháng 10 năm 1956, quê quán xã Quang Thịnh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, thường trú tại số 8, phố Nguyễn Như Con Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ông vào Đảng ngày 26 tháng 7 năm 1980, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 10, 11, 12, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 11, 12, Chủ tịch nước từ tháng 4 năm 2016 đến nay, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Dưới đây là những mốc thời gian chính trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tháng 7 năm 1972 đến tháng 10 năm 1975, Học viện Trường Cảnh sát Nhân dân, Trường Văn hóa Ngoại ngữ, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Tháng 10 năm 1975 đến tháng 6 năm 1990, cán bộ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Cục Bảo vệ Chính trị, Bộ Nội vụ. Tháng 6 năm 1990 đến tháng 9 năm 1996, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, rồi Phó Cục trưởng phụ trách Cục Tham mưu An ninh, Tổng cục An ninh. Tháng 9 năm 1996 đến tháng 10 năm 2000, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng cục An ninh, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh. Tháng 10 năm 2000 đến tháng 4 năm 2006, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an, được thăng quân hàm Thiếu tướng An ninh Nhân dân và phong hàm Phó Giáo sư năm 2003. Tháng 4 năm 2006 đến tháng 1 năm 2011, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, được thăng quân hàm Trung tướng An ninh Nhân dân vào tháng 4 năm 2007 và phong hàm Giáo sư năm 2009. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 1 năm 2011 đến tháng 7 năm 2011, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị đại biểu Quốc hội khóa 13. Tháng 7 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, ông được thăng quân hàm Thượng tướng vào tháng 12 năm 2011, trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên. Tháng 12 năm 2012 đến tháng 4 năm 2016, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, được thăng quân hàm Đại tướng vào tháng 12 năm 2012, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó trưởng tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị vào tháng 1 năm 2016. Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, ông được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14, tháng 7 năm 2016, ông được bầu lại làm Chủ tịch nước. Thông cáo đặc biệt về lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Trần Đại Quang sinh ngày 12 tháng 10 năm 1956, quê quán xã Quang Thịnh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình,
thường trú tại số nhà 8, phố Ngụy, Như Con Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26 tháng 7 năm 1980, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 10, 11, 12, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 11, 12, Chủ tịch nước từ tháng 4 năm 2016 đến nay, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước tập trung các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 10 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9 năm 2018, tức ngày 12 tháng 8 năm Mậu Tuất, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Suốt quá trình hoạt động, công tác, đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huy chương cao quý, huy hiệu 35 tuổi Đảng. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Trần Đại Quang với nghi thức quốc tang. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phần tiếp theo là tóm tắt tiểu sử đồng chí Trần Đại Quang. Danh sách ban lễ tang đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm 30 đồng chí và đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trưởng ban lễ tang. Thông báo lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Trần Đại Quang, tang lễ đồng chí Trần Đại Quang tổ chức theo nghi thức quốc tang. Linh cữu đồng chí Trần Đại Quang quan tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang bắt đầu từ 7 giờ 0 phút ngày 26 tháng 9 năm 2018 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang tổ chức vào 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9 năm 2018 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại nghĩa trang huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Cùng thời gian này, tại hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang. Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Trần Đại Quang tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trong hai ngày quốc tang ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2018, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Phật tử thành phố Hồ Chí Minh cầu nguyện cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Từ sáng sớm, hơn 500 tăng ni, Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh đã cùng đến Việt Nam Quốc tự để đọc kinh cầu nguyện tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 9 tại Việt Nam Quốc tự, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ngay giữa chánh điện, di ảnh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đặt thật trang trọng giữa tấm ảnh chân dung Phật Thích Ca. Tại đây, các tăng ni Phật tử đã cùng nhau niệm lời tác bạch cầu nguyện, bày tỏ sự kính trọng của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh với Chủ tịch nước. Tiếp theo là tụng Bát Nhã Tâm Kinh, niệm Phật và thực hiện nghi thức hồi hướng trước tòa bảo tháp 13 tầng, nơi tôn thờ Xá Lợi của Hòa thượng Thích Quảng Đức. Hơn 500 tăng ni, Phật tử có mặt từ sớm để cùng tụng kinh, niệm Phật tưởng nhớ Chủ tịch nước. Các sư thầy làm lễ tụng kinh trước di ảnh Chủ tịch nước. Tại đây, các sư thầy cùng tăng ni, Phật tử tụng lời tác bạch cầu nguyện, bày tỏ sự kính trọng với Chủ tịch nước. Sau khi làm lễ ở chánh điện, các tăng ni, Phật tử di chuyển ra bên ngoài để tiếp tục niệm Phật. Các sư thầy di chuyển ra bên ngoài để làm lễ trước tòa bảo tháp 13 tầng, nơi tôn thờ Xá Lợi, Hòa thượng Thích Quảng Đức và thực hiện nghi thức hồi hướng. Các tăng ni, Phật tử tiếp tục niệm Phật trước tòa bảo tháp 13 tầng, nơi tôn thờ Xá Lợi của Hòa thượng Thích Quảng Đức. Trước đó, vào tháng 11 năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đoàn chư tôn đức đại diện
Hội đồng Chứng Minh, Hội đồng Trị Sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sau Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ 8. Ở thời điểm đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp nối truyền thống. Hơn 2.000 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, sẽ tiếp tục xây dựng, phát triển giáo hội vững mạnh, cổ vũ, động viên tăng ni. Phật tử, ở trong và ngoài nước, đoàn kết chặt chẽ với các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua. Yêu nước, góp phần xây dựng và phát triển đất nước, ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc.